Nhiều lên, chúc nhiều lên. Thế là được rồi. Ngọt chưa? Ngọt mà. Thơm mùi. Đâu rồi, có gì đâu. Không có gì đâu. Giống như là kệ Phương. Phương không ăn thì Phương thiệt, thế thôi. Mấy cái tim bầm nhĩ này thôi. Vậy thôi à, không có mùi mẹ gì hết á. Mày đừng nói tim đen, nó không ăn cái đó. Chả thấy ngon gì cả. Không có mùi gì mà không thấy ngon. Chả thấy ngon gì cả. Ok, hello anh em. Xin chào anh em đã quay trở lại một kênh video của anh em mình ha. Hôm nay anh Tùng chỗ tay đánh tiết canh vịt. Bên này chắc lâu lắm mới được ăn tiết canh vịt. Anh Quyết. Cái nhân này mình làm cái gì? Làm rồi đúng không ta? Không, làm sộn rồi. Vịt, thịt vịt. Master thái cá xe mình. Đúng rồi. Kêu ông Quyết đấy. Rồi anh rồi. Em không biết. Ơi, để 3 xíu.
ăn đấy. Về nhà đấy. Đấy, tôi cũng làm đi để xem có giờ hay nhờ. Làm đi vào nhà. Đây là hai món nước chấm, chấm sò, chấm vịt. Còn nửa con nữa đâu? Trong nhà anh lấy ra chặt luôn đi. Đến cho ba đĩa đi. Kia là ba đĩa. Giờ cho nhà đi. Ba làm gì? Mấy con đi cho này. Mấy con đi cho ba nào. Bật nhá, từ từ á. Chai hũ sao đủ mấy người? Chung đủ. Cho chung mấy người không đặng không? Má dùng cái chung được nữa. Khổ lắm. Khổ dùng cái chung. Má dùng là cái chung chắc là chết ha. Chắc mấy cá nghe rồi. Má dùng cái chung là dùng cái chút giờ luôn, ok. Nhìn ngay biển đèo. Được chưa? Nó bị bọc đồ ăn cái gì đi. Anh ơi, em đi ra cái xo anh gộp rồi xo. Một thùng sò lông bên không có con sò sò chúa nữa. Đâu có con này một con đấy chú. Đây, bé Nam. Anh em mình thưởng thức món tiết canh của anh Tùng Yên Quyết đánh nè. Chùa chưa? Rồi lấy cái ly đó ly rượu ra coi chúc mừng các ơi. Từ bỏ chạm nơi đầu phong đó. Đi đâu? Trên mạng nó kêu xong xong nhà trên như ăn được trên cái máy hút chúng ta hút ra mùi. Đấy, đúng chưa? Đúng vị cái chanh đấy, đúng vị cái chanh ở Sydney đấy. Chanh đâu? Chanh cho rồi. Chanh cho rồi à? Ừ, đúng vị Sydney đấy. Ớt ớt miếng ớt đó. Đây 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 ớt này. Ờ, lưu chứ ạ. Ok. Chọn, không cần chỉnh. Đấy, rồi. Thôi lấy đủ ly. Mời anh em nhá, ăn cái canh nhá. Sao đủ ly? 6 ly, xong rồi có 6 ly nữa. Ừ, ngon lắm. Thôi, lấy rồi, theo bữa ăn hay hàm hả? Làm đi, quang làm đi. Thôi, quang đi, quang đi, quang đi. Dạ. Hồi đó tính mua cái nhà vô rít nha chung. 76. Đủ quá 76 rồi vô, vô 5, 8 rồi mấy sao? Nè, mà quét. Quay vòng à? Để bản nhìn mày. Mày nhanh nhá. Rồi, mày đi. À, có cả cái kinh lão nó ngồi đi, chị này. Chị em đang ngồi đi. Xong chưa? À, ít thôi 50 thôi nhỉ? 50 thôi nhỉ? Bây giờ uống nhiều uống, cứ uống được nhiều uống. Phát đầu tiên cảm giúp chút nào đúng không? Ok. Mày nhanh. Con tỷ ngồi chắc cuối, tới cuối 50 hết. Thôi em quay vòng cái đi. Rồi, đến đây thằng này em muốn bìa. Thằng em anh nhá. Làm mới đầu, bắt đầu tiêm, quay đang làm rút tốt mà chú. Đang làm ăn chắc không được rồi. Rồi, con chai rượu, không phải có rồi kia. Các không đó nhờ, các không đó nhờ. Không cắt được. Có gì? À, thích canh đúng rồi, rượu không? Ngon lắm. Đừng mà nghe thích canh là nói cùng rồi phải mua chơi rượu liền. Thích canh uống rượu. Ghê lắm. Trời ơi, rượu tây rồi, không uống. Dùng tay mà không uống. Mẹ các chai rượu đi đâu nào, cầm lên rượu lên đấy luôn rồi. Đổ rồi, đổ thì cắt cổ luôn á. Má đổ chai đó, tôi cũng thích đẹp. Hai vị nhìn đây. Hai vị nhìn. Hai vị nhìn chú ba. Ừ, quýt mồm to. Làm con sợ mày, vì sợ con. Chú ba uống là con sợ. Ba hả, đợi ba xíu nha.
Mày kích nữa. Mày cái nhà nghĩ gì dẹp luôn đây. Đúng rồi, giờ các bạn. Em muốn tắt bây giờ, bác Nam muốn quay lại. Nam đưa cho thằng Trung uống lại cái. Rồi bế, lúc bế con nữa, tao cảm gì nè mấy em. Cho thằng Trung nó uống lại cái đi. Thôi bác giỡn rồi. Mắm hả? Đấy, mắm hả? Cái gì? Nước mắm hả? Đi. Nước mắm. Đi. Ông thắng hôm qua hả? Ủa, răng lạc chưa? Lạc đây bốc đây này. Chào cái này không có nước mắm hả? Có chạy nước mắm không? Nước mắm gì? Đây, đây chưa này, chưa này. Mắm này nè, muốn để ăn mắm này. Mắm gì đó? Mắm xương tỏi. Gà quyết, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ phải giao là bữa nào ăn thức ăn là phải chừa ăn lâu hết. Nếu nào được thì cho nhập một cái. Em để lông ra đánh nhà bé rồi. Đúng không? Tươi. Cái này giờ cắm cạo râu một tháng mới cho ăn thức ăn. Cái này khỏi giờ tươi. Có mắm vô ngon liền ạ. À. Ngon dữ luôn á. Ngon không? Ừ. Cái này rồi. Là mắm tỏi. Anh Tùng anh thử anh Tùng. Ngon. Anh quyết kìa, anh quyết tái là anh quyết thường thường quyết đánh là chén là anh quyết. Ngon anh Tùng quá. Không, mấy người quá người ta đánh chén. Chén đâu rồi, anh quyết này đánh một chén. Hôm nay chú lũ không đến à, hơi phí à. Phí à? Ông đang ghiền cái món này mà. Ông đi nhà rồi. Chào mừng mình thử một miếng Vietnamese pizza. Được mà. Có chanh không? Cho miếng chanh đi. Chanh đây vừa mới. Tí. Chanh còn nhiều lắm ở trong này. Chanh vô. Sau đó tung tăng đi không chịu con. Vô quất cái rượu ra, quất rượu ra. Vô anh em ơi. Vô. Vô. Bên quay qua. Xem từ sự được rồi. Tôi thường nha, tôi đang làm đồ ăn nha, tôi muốn không có giờ nữa. Đang quay phim Phương La con. Ừ. Từ từ, ít chửi mà uống. Trời ơi, uống gì hôi nó nóng bà nội luôn. Trời ơi, nóng. Nó đã. Đã gì? Ok, bấm lại nào. Nó khó quá. Này uống rượu đi em ơi, ăn tiết canh uống rượu cho ngon. Kỳ nhỉ? Hả? Kỳ nào? Má đổi chơi cá, đổi qua bán cá mới được, cái đổi qua chơi cá cũng được. Nó kêu em bán con đỏ 500 đó. Có được dây đó đâu. Nhiều cát rồi. Anh kêu là con tăng vô, nếu mà nó lấy hai con nọ con kia. Rồi, cát dã man luôn đó nè. Con cát là tại vì nó là sừng đó. Con nhiều lắm. Cách cách hết rồi. Cho chín rồi. Ăn ngoài kia. Chấm nước mặn. Em muốn ăn thêm không? Em muốn ăn bẩn. Má bỏ ra cho mẹ ra. Cho cái này dắt con đi đi con. Lẩu ngọc kê. Ok, độc kê kê thôi. Lẩu núm. Cái này nhái. Hai hòn cái quay này, quay này, chưa quay này chưa. Đưa cho Vi hai hòn kìa. Chắc của hại rồi. Em đâu có sờ vào dân đâu. Tóc thì bị dài lắm luôn á. Chết chơi vậy, có con nhỏ nào ở nhà. Sao em đi. Mẹ tóc dài không sao. Ai mà anh mẫn mặt cua chứ. Thôi đùa đùa. Thôi đùa đùa. Thằng Diễm đó. Anh gọi đấy có Diễm đó. Ngọc kê rồi luôn á. Tổng này Diễm quay đâu. Có hai quả. Diễm quay mình nè. Ai con chó đâu con. Thật ngày ông mấy chục nghìn con. Nhưng mà chó nó mùi hơn cái này nhiều. Giá chó anh chưa anh có cái gì chú cắt cắt cái quả trứng gà ra luộc lên như nào nó ra nó như thế mùi đó. Ủa, nó đặc hơn luôn á. Nó đặc hơn cái dòng đỏ luôn đó. Nghe nó tả nó đặc hơn cái dòng đỏ. Có mùi đâu? Không phải là vì mấy người cứ tưởng tượng á, hiểu không? Mấy người cứ em ăn cá cho uống không em? Ở đường trời. Nhà mày lấy xì ai mấy xì ăn nhiều lên. Xúc nhiều lên. Thế là được rồi. Ngọt chưa? Ngọt mà. Có mùi. Có ngọt cái gì đâu? Có mùi gì đâu? Giống như là Phương công ăn thì Phương thiệt thế thôi. Mấy cái tim bầm nhỉ này thôi. Vậy thôi à, không có mùi mẹ gì hết á. Mày đừng nói tim nghe nó không ăn cái đó. Dạ thấy ngon gì cả. Không có mùi.
mùi gì mà không lấy ngon. Cái ngon gì cả. Nhìn Phương này đấy. Quý hôm ngày xưa anh đi tàu đấy. Đây cũng là gần núi đó. Cứ sáng ra nhìn cái đàn dê cua đấy. Có mấy chục con. Con dê đầu đừa đầu ra đó. Cái tôi là tất chú nữa. Đây đem. Gắn chèo quá. Nó ở bên nhau rồi nghe chú. Vô nha anh em ơi, vô nha. Cò kè tới gai á. Tới gai mà chơi súng thục quá. Cái trái. Thằng Quang. Thằng Quang ơi. Không ai ăn đâu. Thằng Quang, cái trái mà nó mọc ở ruộng mà nó có gai nhiều cái bụi nhiều gai thì nhiều gai á. Làm gì? Cũng được, cái mày cho cũng được. Con ghe này nó bự bằng cái này nè. Khi mà nó chín á, chín nó là màu đỏ. Mà làm gì? Một cam ghe làm gì? Một cam chứa xong với tới màu đỏ. Cái đó. Nãy giờ qua giờ mời qua cái đi. Còn thôi, giấy. À chơi đi miếng. Nãy giờ nha. Dạ nha. Có phải là cái gì vàng cái đùi. Mà cái đấm đi làm đi. Không biết tưởng nó cái ngon. Dạ thì ngon như này, cá con gà có hai cái cái. Đâu ăn thịt mới ăn đùi mà. Thịt tâm gì. Có cá con thịt. Hay rồi. Má nó không bỏ dòng nào luôn á vô. Mà nấu rượu lại nguyên ông. Vậy là anh, vậy là anh Phúc rồi chú ơi. Hỏi đi Huyền ơi. Nến còn trong khó tách lắm. Nó ướt nhũng mà sao mà tách. Ủa không biết. Quan nghèo, quan phải lớn.